chào mừng bạn đến với kênh của mình. Bạn nhớ like, comment để ủng hộ mình và đừng quên nhấn đăng ký để cập nhật những video mới và hấp dẫn nhé. Cảm ơn bạn. Có những con đường mà chỉ cần đặt chân lên đó thì nguy hiểm lúc nào cũng luôn bên bạn. Thế nhưng hàng ngày vẫn có những người di chuyển trên chúng vì cuộc sống mưu sinh, vì đam mê, vì yêu thích khám phá. Nhưng nếu một ngày chính bạn gặp những con đường này, bạn có dám di chuyển tiếp hay không? Hãy cùng nhau khám phá 10 con đường kỳ lạ nhất thế giới dưới đây. 10. Đường hầm Guliang, Trung Quốc. Cho tới năm 1970, ngôi làng Guliang ở núi Tai Hang thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc với hàng trăm cư dân sinh sống vẫn là một bí ẩn chưa được thế giới khám phá. Lối vào duy nhất của ngôi làng là một con đường chật hẹp và trơn trượt bên vách núi treo leo. Để khắc phục tình hình đi lại nguy hiểm, 13 người dân địa phương, đứng đầu là trưởng làng Shen Mingxin, đã đào một đường hầm xuyên qua đá trên dãy núi Tai Hang. 13 người thợ phải mất tới 5 năm để hoàn thành đường hầm thuộc top nguy hiểm nhất thế giới này. Để đào được đường hầm xuyên đá, người dân làng phải bán dê và các loại thảo mộc để mua búa và các công cụ thép. Suốt 5 năm đào đường hầm, những người thợ đã dùng rất nhiều mũi khoan và 4.000 chiếc búa. Con đường xuyên qua vách đá được mở cho phương tiện lưu thông từ năm 1977. Nó giúp cho việc đi lại trở nên dễ dàng hơn và đồng thời biến làng Guliang trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Trung Quốc. Du khách tới đây có thể trải nghiệm cảm giác hóng gió trên con đường thuộc top nguy hiểm nhất thế giới. Đường hầm xuyên qua đá này có khoảng 30 ô cửa sổ, thoáng với các kích thước và hình dạng khác nhau. 9. Đường đèo Zoji Pass, Ấn Độ. Dài 9 km, cao hơn 3.500 m so với mực nước biển, có 60 điểm sạt lở, không rào chắn bao quanh, tuyết rơi dày và gió thổi dữ dội, biến Zoji La trở thành cung đường đèo nguy hiểm nhất Ấn Độ, thu hút vô số du khách ưa mạo hiểm. Nằm ở độ cao 3.528 m so với mực nước biển, Zoji La được mệnh danh là đoạn đường đèo nguy hiểm nhất Ấn Độ, nối hai khu vực Ladakh và Kashmir. Tuyến đường này đáng sợ không chỉ bởi độ hẹp vừa đủ một làn xe, mà còn vì không có bất kỳ rào chắn nào bao quanh nó. Tuyến đường là cửa ngõ liên lạc của người dân Ladakh với phần còn lại của thế giới. Nơi đây có 60 điểm được dự báo thường xuyên xảy ra sạt lở trong đoạn đường chỉ dài 9 km. Vào mùa đông, những cơn gió mạnh và tuyết rơi dày là nỗi ám ảnh của các phương tiện. Vì thế, tổ chức đường biên giới BRO đã yêu cầu Zoji La đóng cửa với du khách, chỉ cho phép xe quân đội chuyên dụng lưu thông thời gian này nhằm hạn chế nguy hiểm, đồng thời tiến hành công tác bảo dưỡng tuyến đường. Cảnh sát và nhân viên cứu hộ phải tiến hành giải cứu khoảng 350 người bị kẹt trên đường do tuyết rơi dày. Nhiều đoạn bị vùi sâu trong tuyết từ 15 đến 24 mét. Bất chấp lời cảnh báo, nhiều du khách tìm cách chinh phục Zoji La. Điều này đã dẫn tới thảm kịch năm 2012 khi 11 du khách thiệt mạng do chiếc xe ô tô trượt khỏi đường và rơi xuống vực sâu. Một thời gian dài, tuyến đường đóng cửa 6 tháng, trong năm do tuyết rơi quá dữ dội và chỉ mở lại vào cuối mùa xuân. Khi mùa đông khắc nghiệt qua đi, các nhà chức trách cho phép du khách tiếp tục hành trình khám phá vẻ đẹp hùng vĩ của dãy Himalaya. Tuy nhiên, yêu cầu quan trọng là du khách cần phải có sự tập trung cao độ và tự tin đối với phương tiện cũng như kỹ năng sau tay lái. 7. Đường North Dungas, Bolivia. Bắt đầu từ thủ đô La Paz và kéo dài tới thị trấn đỉnh đồi Coroico, đường North Dungas thuộc thị trấn Bolivia nổi tiếng là con đường chết chóc hay con đường tử thần. Chính quyền nơi đây ước tính trung bình một năm có 200 đến 300 du khách bỏ mạng trên cung đường này. Có rất nhiều khúc quanh đột ngột mà không một tài xế nào không cầu Chúa che chở khi xe chạy bon bon qua đây. Qua khỏi La Paz, đoạn đường đầu tiên dài 5 km, trước khi lao xuống một con đường dốc, một khúc quanh bên tuyến đường này có một kiểu khí hậu đặc trưng hết sức độc đáo, từ không khí ẩm ướt, kiểu miền núi đến những con đường lộng gió, những vách núi dựng đứng cũng như các sườn đồi thoai thoải đan xen. Tuyến đường tử thần này được xây dựng từ thập niên 1930 trong thời kỳ chiến tranh Chaco, do các tù nhân Paraguay làm, với chuyển dốc thẳng đứng gần 610 m và là tuyến đường độc đạo, lại thiếu hẳn các vọng gác, khiến con đường này trở nên nguy hiểm nhất thế giới. Đâu đã hết, những đám sương mù và mưa rào còn khiến tầm nhìn luôn bị hạn chế khi lưu thông, bề mặt đường luôn trơn trượt và các vách đá núi đầy đá tai mèo sắc nhọn. Do đó, chạy chậm và nhích dần từng mét một được xem là giải pháp an toàn nhất cho các tài xế trên cung đường này. Vào đầu thập niên 1990, yếu tố nguy hiểm của con đường lại được du khách xem là sự lựa chọn tham quan đầu tiên ở Bolivia. Đặc biệt là những tay đua xe đạp ưa thích mạo hiểm, họ chọn cung đường tử thần này cho thú vui đạp xe đổ dốc. 6. Đường Karakoram, Pakistan.
được đặt tên là quốc lộ hữu nghị do chính phủ xây dựng. Con đường cao tốc Karakoram là con đường giữa quốc tế cao nhất trên thế giới, đồng thời tuyến đường giúp kết nối giữa Trung Quốc và Pakistan qua dãy núi Karakoram, qua đèo Khunjerab ở độ cao lên đến 4.693m. Tuyến đường ẩn chứa đầy nguy hiểm bởi thời tiết nơi này khiến cho đất đai dễ lở và lụt lội. Điều còn tồi tệ hơn là con đường không hề được trải nhựa. Mặc dù ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm khi đi di chuyển trên tuyến đường, thế nhưng đây lại trở thành điểm thu hút khách du lịch bởi con đường đi qua một số hẻm núi, những nơi có cảnh quan thiên nhiên tuyệt vời. 5. Con đường Jalalabad, Kabul, Afghanistan. Cao tốc Kabul-Jalalabad là một phần của quốc lộ A1, có tổng chiều dài 153 km, nối Kabul và Jalalabad. Đoạn dọc theo sông Khyber-Pakhtunkhwa dài 64 km nằm trong khu vực Taliban kiểm soát. Đoạn đường hai làn xe này chạy dọc theo các vách đá, dựng đứng cao tới 600 m. Tai nạn giao thông chết người thường xuyên xảy ra ở khu vực này, chủ yếu do lái xe bất cẩn. Tuy nhiên, đây là con đường chiến lược vô cùng quan trọng, có ý nghĩa to lớn với thương mại, các hoạt động viện trợ nhân đạo, cũng như nỗ lực tái thiết Afghanistan. Năm 1969, đường cao tốc ở đây được trải nhựa tiêu chuẩn. Ngoài ra, với nguồn tài trợ từ Ủy ban châu Âu EC, Tổ chức Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển, con đường cũng đã được nâng cấp. Sự chênh lệch độ cao giữa Kabul và Jalalabad khoảng 1.200m, địa hình cực kỳ hiểm trở, khiến nhiều hoạt đạn không được hoạt động do việc đào bới, san lấp hoặc do thời tiết quá khắc nghiệt. Sự hùng vĩ của thiên nhiên trải dài suốt 40 dặm với sự hiện diện của các vực thẳm tạo bởi núi và các vách đá cao chính là những điểm tử thần. Sự âm u của vùng núi khiến cho hiệu quả của những chiếc đèn xe đôi hầu như không phát huy tác dụng. Chưa kể ngoài tốc độ, việc các xe tải bị mắc kẹt trong các hẻm núi chật hẹp cũng là điều dễ xảy ra. Và nguy hiểm hơn, trong một đoàn xe tải mắc kẹt, chỉ cần một chiếc trượt dài sẽ kéo theo hiệu ứng domino với những chiếc xe nối tiếp sau đó. 4. Đường đèo Los Caracoles, Chile. Đường Los Caracoles Pass, Chile vượt qua một ngọn đèo trong dãy Andes giữa Argentina và Chile. Đây là tuyến đường giao thông chính ra khỏi Santiago, thủ đô Chile, vào thành phố Mendoza ở Argentina. Vượt qua ngọn đèo từ phía Argentina của tuyến đường là khá chậm, con đường nghiêng nhẹ nhàng cho đến khi bước vào một đường hầm vào khoảng 3.200m. Về phía Chile, dốc có một lớp cao hơn và con đường đi xuống theo một chuỗi dài các đường xe lửa. Thi công đường đã thiết kế ra một con đường có vị trí độc đáo và vượt qua độ cao 3.207m trên mực nước biển và đi qua vùng sâu, vùng xa của Chile. Các biên giới thực sự của Chile và Argentina là đường hầm Cristo Redentor, tọa lạc tại 3.209m độ cao và với dài 3.080m, được khai trương vào năm 1980. Đường hầm ở độ cao 3.175m và đường hầm này có thể bị đóng cửa trong mùa đông vì tuyết nặng chặn cả hai đầu của đường hầm. Càng lên cao, con đường Los Caracoles Pass Chile càng quanh co. Từ trên không nhìn xuống, con đường không khác gì các cuộn dây của tủ lạnh. Các xe hạng nặng đi qua phần đường này với sự điềm tĩnh, tạo thành một đoàn xe dài mà tốc độ chậm. Nhìn từ xa, đoàn xe tải như di chuyển những con ốc sên đang di chuyển. 3. Đường đèo Stelvio, Italy. Đèo Stelvio nằm ở Ý với độ cao 9.045 feet, con đường được trải nhựa cao nhất ở dãy Alps phía đông và cao thứ hai ở dãy núi Alps, chỉ thấp hơn dãy núi Col de Iseran 9.088 feet. Những con đường ở đây thực tế nguy hiểm hơn gì bạn trông thấy. Các góc cua hẹp đẹp Stelvio trông giống như một con đường ngoằn ngoèo giữa núi đồi. Chỉ cần sơ sẩy hay tốc độ nhanh ở những góc cua thì thảm họa sẽ ập đến bất cứ lúc nào. 2. Đường Skipper Canyon, New Zealand là một trong những con đường danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất của New Zealand. Tuy nhiên, có một chút rắc rối nho nhỏ ở đây, đó là con đường rất hẹp và cực kỳ khó khăn để di chuyển. Và bạn chỉ cần mất tập trung trong một giây lát là có thể bạn sẽ không bao giờ được nhìn thấy những thắng cảnh này một lần nữa. 1. Đường cao tốc Tứ Xuyên, Tây Tạng, Trung Quốc. Cao tốc Tứ Xuyên, Tây Tạng, Trung Quốc bắt đầu từ Thành Đô ở phía đông tỉnh Tứ Xuyên và kết thúc tại Lhasa ở phía tây của Tây Tạng, được xem là một trong những con đường nguy hiểm nhất thế giới vì thường xuyên xảy ra các vụ sạt lở đất và tuyết trên đoạn đường này. Với sự nguy hiểm đó chẳng bất ngờ khi cứ mỗi 100.000 lượt xe lưu thông qua đây thì có trên 7.500 trường hợp tử vong xảy ra. Vì vậy, khi lưu thông qua con đường này, các tài xế phải thật sự tỉnh táo và thận trọng để tránh những tình huống xấu nhất xảy ra với chính mình.
chào mừng bạn đến với kênh của mình. Bạn nhớ like, comment để ủng hộ mình và đừng quên nhấn đăng ký để cập nhật những video mới và hấp dẫn nhé. Cảm ơn bạn.